Buonasera, Demine, Totul va fi bine. Tương lai còn ở phía trước, hãy sống lạc quan yêu đời, ngày mai trời sẽ sáng. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngô Hưng Diệp, 30 tuổi. Hiện nay mình đang theo học thạc sĩ thanh nhạc tại thủ đô Bucharest xinh đẹp của Romania. Vì niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng đã đưa mình đến với Sao Mai. Mình tham gia Sao Mai với phong cách thính phòng. Hãy subscribe.
chảy xiết gió thác qua tháng ngày hồi sông người có biết bóng dáng người lay đò xin thôi.
thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai thí sinh vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Đó chính là thí sinh Lê Văn Đạt và Ngô Hương Diệp. Xin chào các bạn. Chào chị ạ. Milan có đứng ở cánh gà sân khấu và lắng nghe hai bạn biểu diễn, hai người đầu tiên mở màn cho vòng chung kết sao mai toàn khu vực châu Âu. Em cũng cảm thấy là được rất là vinh dự khi mà được hát đầu, nhưng mà mặc dù vẫn rất là run ạ. Hơi một chút luyến tiếc là tại vì nhạc thì nó có không được như là lúc ban đầu, lúc em tập cho lắm, cho nên là, nhưng mà cũng không sao. Em cũng đã cố hết sức. Quan trọng là mình đã cố gắng hết sức mình, đúng không? Thực sự rằng khi các bạn là những người mở màn đầu tiên cho một cuộc thi thì chắc chắn là các bạn đều phải gặp phải những cái trở ngại về tâm lý, cũng như có một số cái gì chưa được như mong muốn. Nhưng Mỹ Lan rất hy vọng rằng các bạn đều đã cảm thấy hài lòng với phần thi của mình. Và quan trọng là rất hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại trong đêm chung kết của sao mai khu vực châu Âu. Em cũng rất mong muốn được như thế chị ạ. Cảm ơn Đạt, cảm ơn Diệp. Vâng, em cảm ơn chị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trường quay để xem rằng là các vị khách mời sẽ bình luận như thế nào về hai phần thi vừa rồi của các bạn nhé.